Quý vị và các bạn thân mến, trong nhiệm kỳ 2017-2022, mặc dù điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Đoàn Thanh niên quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã có nhiều chương trình hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, được Quận ủy, Thành đoàn Hà Nội đánh giá cao. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Thanh niên từ Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Số hóa di tích lịch sử quảng bá du lịch quận Ba Đình là công trình thanh niên ý nghĩa, góp phần quảng bá du lịch Ba Đình nói riêng và của thủ đô nói chung tới đông đảo đoàn viên, thanh niên và tới nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế. Đây là công trình ý nghĩa được Đoàn Thanh niên quận Ba Đình chủ động từ khâu lên ý tưởng đến tổ chức thực hiện. Công trình này chúng tôi đang thực hiện ở giai đoạn 1, đó là chúng tôi thực hiện là phác thảo 3D, những cái tour du lịch 3D đối với 5 địa điểm nổi tiếng trên địa bàn quận, đó là Hoàng Thành Thăng Long, đó là Đền Quán Thánh, Đền Voi Phục, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Quốc gia và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Và đối với kỳ vọng của chúng tôi khi mà xây dựng cái công trình Ba Đình 360 độ này, đó là thể hiện được sức trẻ, sự tiên phong của thế hệ trẻ chúng tôi trong việc mà ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tất cả những cái lĩnh vực của đời sống xã hội và đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, để có thể đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển ngành du lịch trên địa bàn quận Ba Đình nói riêng và trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung. Để tăng hiệu quả tuyên truyền, các mã QR code được thiết kế thành các bộ nhận diện dưới hình chibi thanh niên và được các bạn thanh niên quảng bá đặt tại 150 điểm khách sạn, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê lớn, tập trung nhiều khách du lịch để truyền thông, quảng bá hình ảnh cho du lịch Ba Đình. Trong cái quá trình bọn em thực hiện cái công trình lắp đặt mã QR code tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận thì bọn em cũng có rất nhiều những cái thuận lợi và những cái khó khăn. Ví dụ như là về thuận lợi thì bọn em thứ nhất là phải kể đến là được sự ủng hộ của chính quyền, của đảng ủy các cấp về cái việc mà triển khai các công trình quét mã QR ở trên địa bàn quận. Cái sự ủng hộ thứ hai được bọn em được nhận được đấy chính là sự ủng hộ của chính những cái chủ nhà hàng, khách sạn đó, bởi vì họ cho rằng là cái việc mà đặt mã QR đó thì cũng là một cái phần quảng bá đến những cái điểm đến của họ, những cái điểm đến mà các bạn trẻ vẫn thường hay check in, thu hút thêm những cái lượng khách đến với những cái nhà hàng, khách sạn và những cái khu vực lưu trú trên địa bàn quận. Tiếp theo, cái thuận lợi thứ ba đấy chính là sự thuận lợi từ ủng hộ, cái sự ủng hộ từ nhân dân và các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường và trên địa bàn quận, bởi vì là phải có cái sự ủng hộ này thì chúng ta mới có thể lan truyền được là cái mô hình quét mã QR này nó hiệu quả, nó được triển khai hiệu quả tới tất cả các cấp. Và đặc biệt là cũng chính cái lực lượng đoàn viên thanh niên này, các bạn cũng là những cái nhân tố mà đặt cái mã QR tại các cơ sở lưu trú, và các bạn cũng là cái đầu mối để liên hệ giúp bọn em tới các địa bàn dân cư. Ví dụ như là có một số bạn thanh niên ở bên em thì các bạn rất nhiệt tình, thì các bạn đi xuống các địa bàn dân cư, các bạn tuyên truyền tới các bác tổ trưởng dân phố này, tuyên truyền tới các hàng ăn, hàng quán này là hãy lắp đặt mã QR để quét mã này đi. Thì từ những cái mã QR này thì những cái người khách du lịch ấy, họ biết đến cái quán ăn của mình nhiều hơn, họ biết đến cái địa điểm lưu trú của mình nhiều hơn, và thông qua đó khi họ đến thì họ cũng biết thêm được rất nhiều những cái di tích lịch sử, những cái điểm đến mới của quận Ba Đình. Thấy đây là một cái công trình rất là hiệu quả, bởi vì trong cái bối cảnh mà đất nước sau khi mà đại dịch Covid khoảng 2 năm nay thì các cái hoạt động du lịch nó bị tê liệt. Đấy, khi mà cái công trình này ra mắt thì cũng đáp ứng được tất cả các cái yêu cầu của cái du lịch trong cái thời kỳ mới, và hy vọng trong cái thời gian tới quận Đoàn Ba Đình sẽ có thêm được nhiều những cái công trình sáng tạo như thế này để cho du lịch của Việt Nam, du lịch của thành phố Hà Nội cũng như là du lịch của quận Ba Đình sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Công trình số hóa lịch sử quảng bá du lịch quận Ba Đình chỉ là một trong rất nhiều công trình mà Đoàn Thanh niên quận Ba Đình đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, hàng trăm buổi ra quân ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tuyến đường thanh niên tự quản sáng xanh sạch đẹp được Đoàn Thanh niên quận duy trì có hiệu quả. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, như mô hình điểm trông xe đúng giá, phục vụ nhân dân, nhân dịp Tết Nguyên đán, dịp lễ 30 tháng 4 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các hoạt động tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh có chỗ ăn ngủ giá rẻ, miễn phí. Các hoạt động tình nguyện đã thu hút được hơn 10.000 lượt đoàn viên thanh niên hăng hái tham gia. Em tham gia hoạt động đoàn từ những hoạt động tình nguyện đơn giản lúc đầu như là bóc xóa biển quảng cáo, ra vặt trái phép, hoặc là những hoạt động như là vẽ tranh tường minh họa, những hoạt động tiếp sức mùa thi. Đặc biệt hơn nữa đó là những cái hoạt động mà tặng quà đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, đi đến những nơi vùng sâu, vùng xa. Khi được trải nghiệm những hoạt động này, em cảm thấy rằng là tuổi trẻ của mình có ý nghĩa hơn, bởi vì em được đi đến nhiều nơi, em được sẻ chia nhiều hơn với cộng đồng xã hội. Và đặc biệt hơn nữa là em cảm thấy là mình trưởng thành hơn trong từng suy nghĩ và hành động.
Hy vọng là sắp tới thì là quận đoàn sẽ có thật nhiều hơn nữa những hoạt động tình nguyện để thao thanh niên chúng em được góp sức của mình để phát triển quận đoàn và thủ đô nhiều hơn nữa. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, thanh niên luôn phát huy được tinh thần tiên phong, xung kích vì cộng đồng, vì xã hội. Và đặc biệt mới đây nhất, trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19, thanh niên Ba Đình là lực lượng nòng cốt trong tuyến đầu chống dịch, tham gia truy vết, dập dịch, quản lý và điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Phát huy các sáng kiến, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đoàn Thanh niên quận luôn khẳng định được vai trò nòng cốt, nhất là trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên quận đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên có nhiều đổi mới. Các phong trào cách mạng của tuổi trẻ để lại được nhiều dấu ấn đậm nét. Với chủ đề bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy tinh thần tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng quận, thủ đô, đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban chấp hành quận đoàn Ba Đình. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành quận đoàn Ba Đình nhiệm kỳ 2022-2027 với 20 thành viên. Chị Nguyễn Thị Thanh Phượng, Bí thư quận đoàn Ba Đình nhiệm kỳ 2017-2022, tái đắc cử chức danh Bí thư quận đoàn Ba Đình khóa 22, nhiệm kỳ 2022-2027.